Clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết bộ khuyển nhá. Bộ khuyển này nghĩa là liên quan tới con chó này. Vị trí nằm phía bên tay trái, có thể nằm phía bên dưới nữa nhá. Dưới sẽ viết thành một dạng biến thể khác một chút, biểu nghĩa liên quan tới con chó này. Đấy. Và bây giờ mình sẽ sử dụng con dấu để viết cho các bạn xem cách viết chuẩn của nó được viết như thế nào. Đâu, nó đâu rồi? Đây, nó đây rồi. Kê một bên này, phóng to màn hình ra này. Cận cảnh cho các bạn xem này. Cận cảnh các đường nét như thế nào nhá, để cho các bạn nhìn rõ hơn này. Đấy, chúng ta sẽ tiến hành đo nhá. Đây rồi, tầm này là khoảng vừa tầm rồi. Các bạn sẽ tiến hành đo cho mình vị trí của nó nằm phía bên tay trái, và mình sẽ viết thẳng phía bên tay trái luôn, chủ động viết sang tay trái luôn nhá. Đây, bây giờ mình viết cho các bạn xem nhá. Một nét phẩy này được viết cao lên trên này, cong nhẹ này, cong móc xuống phía dưới này, móc nhẹ từ dưới, móc nhẹ trên này nhá, móc ra ngoài nhá nhá. Cuối cùng này cho mình một nét phẩy từ trên này nét phẩy xuống phía dưới này. Đấy, bôi nhẹ xuống phía dưới như này. Chúng ta tiến hành đo nhá. Đó, và các bạn thấy được là nó khít rồi này. Đấy, nó khớp vào rồi nhá. Ở đây thì các bạn thấy là mình viết thì nó chủ động nằm phía tay trái luôn, chứ nó không có viết vào giữa giống như thước. Ở đây thì nhiều bạn viết hai nét phẩy đi song song với nhau cũng được nhá. Hai nét phẩy đi song song với nhau cũng được như này này. Kéo cong móc xuống phía dưới và hai nét phẩy song song với nhau cũng được, nhìn nó cũng ra được bộ khuyển. Tuy nhiên thì lông thì nó không thể lúc nào nó cũng mượt, nó nằm cùng một chiều được, mà có thể sợi lông này nó đâm với sợi lông khác. Đấy, cho nên là nó sẽ được viết theo kiểu dáng là nó hơi tách ra như này này, đi hơi đi xuống phía dưới này một chút này. Hai nét phẩy thứ hai sẽ được viết dài hơn nét phẩy thứ nhất một chút. Đấy, các bạn chú ý cho mình nhá. Mình sẽ tóm tắt cách viết chuẩn cho các bạn xem. Đây, cách viết chuẩn nó sẽ có hình dáng đây. Đầu tiên là một nét phẩy này, cong nhẹ này. Sau đó là giữa cái nét phẩy này mình sẽ kéo một nét cong móc. Thì đây là khởi bút là một nét chấm dài nhá. Nhấn ở đây kéo cong xuống phía dưới này, móc nhẹ dưới, móc nhẹ trên này, móc ngắn thôi nhá. Phẩy thứ hai này, phẩy trèo xuống phía dưới như thế này. Đó, và phẩy thứ hai này sẽ được viết nó dài hơn nét phẩy thứ nhất một chút nhá. Đó, mình xin nhắc lại một chút về cái nét cong móc được viết như thế này. Chấm dài và kéo cong xuống phía dưới này, móc nhẹ dưới, móc nhẹ trên như này. Đấy, đó là khởi bút là một nét chấm dài nhá. Rất nhiều bạn kéo xuống dưới, kéo đi luôn nhá, là nó sẽ xấu nhá. Kéo xuống dưới, kéo như này, cong này, nó không cong được toàn diện. Đấy, nó phải cong từ trên cong xuống phía dưới này, nhìn nó mới đẹp này. Và đầu đuôi của nét chấm dài kéo xuống dưới sẽ thẳng với phần móc này, thì nhìn cái nét nó mới được dựng thẳng lên trên. Đấy, dựng thẳng lên trên nhìn nó mới đẹp được. Nào, bây giờ mình sẽ xoay thước lại, mình sẽ viết cho các bạn xem cái bộ khuyển này nằm phía bên dưới được viết như thế nào nhá. Và nằm phía bên dưới này, nó được viết giống như ở bộ đại nhưng mà thêm một nét chấm phía bên trên. Đấy, mình sẽ viết một nét ngang ngắn này nhá. Đấy, sau đó một nét phải cong sổ đánh cong nhẹ bên trong này, kéo một nét mác giật ngang ra nhá, và cuối cùng đánh một nét chấm vào đây. Đấy, nó dạng kiểu bộ khuyển, nó dạng kiểu như này cơ. Và bạn tiến hành đo cho mình. Đó, nó khớp rồi các bạn nhìn thấy ạ. Đấy, phải cong sổ chúng ta ôn lại một tí này, dạng này nhá, sổ xuống này, cong sang tay trái này nhá, cuốn cong nhẹ sang tay trái này, đuôi nét phải nhọn và nó giạt hết sang tay trái cho mình như này nhá. Đấy là hình dáng của bộ khuyển nằm phía bên tay phải và phía bên dưới. Còn đây là bộ khuyển này là dạng nằm phía bên tay trái, được viết dạng biến thể như thế này. Đây là 3 nét này, còn nếu nó nằm phía bên dưới này thì nó là 4 nét. Đấy, một bộ đại thêm một nét chấm, 1 này, 2, 3, 4.